Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái trick mà mình vừa mới đăng ở trên group VNPS Việt Nam ha, mấy hôm trước phải, hôm thứ ba. Rồi, cái trick có tên là New Back Fold, nó có dạng như sau. Rồi ha, giờ mình sẽ vô thẳng cái hướng dẫn mình luôn. Lại cái trick đó, cái trick New Back Fold cái dạng như sau. Nếu các bạn muốn làm cái trick này thì các bạn trước tiên phải biết làm cái trick cái tên là nhiều bác. Nếu mà nào chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua thôi ha. Thì nhiều bác á, là cái thay vì bác bình thường các bạn sẽ đi một quay một vòng đi xuống dưới lòng bàn tay này, vì nhiều bác là các bạn ở trên mu bàn tay hết mà nó sẽ quay một vòng rưỡi, rồi quay một vòng thay vì xuống dưới đây, các bạn ngửa ngón giữa lên đi vô quay một nửa vòng nữa đi vô bắt ở đây vậy thôi, cái nhiều bác ha. Rồi để cái làm cái trick New Back Fold này, các bạn phải làm được nhiều bát ở trên tất cả ba ngón này, còn ngón cuối tại con người có 5 ngón tay, trừ khi các bạn có thêm ngón nữa thì các bạn chỉ làm việc kia bát thôi ha, thế là tới đây là làm chỉ bát thôi chứ không cần phải nhiều bát, chỉ bát thôi. Rồi thì nhiều bát thì các bạn chú ý cái đầu sao nó càng nhìn mình nha, các bạn nhiều bát xong tới đây đúng không, các bạn giờ và tránh lùi cái bàn tay về và nhiều bát lần nữa trên cái đầu xanh lá cây luôn, nhiều bát tới đây giơ lên rồi đuôi lại lần nữa, nhiều bát trên xanh lá cây rồi dựng giơ đầu lần kéo lên lần nữa, nhiều cái nhiều bát xanh lá cây luôn ha, cái chữ giống như là nhiều bát kéo lên, nhiều bát kéo lên nhiều bát để thôi. Khi mình làm cái chuyện này đó là mình nó là mình mất khoảng 1 tháng rưỡi gần 2 tháng mới làm được, tại vì lúc mà mình mới bắt đầu học cái trick này là mình mới là thằng newbie mới vô nghề có 2 tháng à, nhiều bác làm không xong nữa cứ làm rớt lên rớt xuống vậy thôi, nên nó mất một khoảng hơi lâu. Những bạn nào mà chơi khoảng nửa năm rồi gần năm, các bạn cái trick này sẽ làm các bạn không lâu, khoảng 1 tuần mình nghĩ các bạn đã làm được rồi ha. Khi lúc mà mình đăng lên trang á, nhiều bạn tưởng nhầm cái trick đó với lại trick backpull. Thì trước tiên mình muốn nói á, thì cái chữ backpull này á, các bạn để ý thì nhiều backpull á, khi các bạn làm á, đây nhiều backpull trên bu bàn tay hết, nhưng khi bạn làm các bạn sẽ cảm thấy là nó nhanh hơn cái backpull rất là nhiều. Backpull các bạn đi xuống dưới rồi chùy xuống à, ha, các bạn sẽ cảm thấy là backpull á, nó sẽ chậm rãi từ từ, các bạn nhiều backpull á, nó sẽ nhanh hơn, các bạn phải liên tục điều khiển tại nó trên mu bàn tay, nó sẽ khó điều khiển hơn. Mình nghĩ cái trick này đó thì các bạn có thể làm trên tất cả mọi mod được ha, nhìn sẽ đẹp hết ha. Đấy, trick bắt vô á, các bạn làm trên mod nặng nặng thì là nhìn nó không có hay, không có đẹp. Vì các bạn làm trên mấy cái mod nhẹ nhẹ này nọ nó nhìn nó mới phê ha. Nên mình nghĩ là cái trick niệm bắt vô này nó sẽ rất là hữu ích cho những bạn nào mới chơi hoặc chơi khoảng năm rồi ha. Khi lại cái trick niệm bắt phô này, các bạn phải di chuyển để điều khiển bước trên mu bàn tay này, thì sau này sẽ giúp các bạn làm được những cái trick khác, ví dụ như là back 1.5 con này nè, hoặc là pinch back 1.5 cũng sẽ giúp các bạn rất là nhiều nếu các bạn học được cái trick niệm bắt phô này. Rồi thì mình chỉ những sơ vậy thôi ha, cái trick này những bạn newbie chơi mới chơi sẽ nó rất là khó, và những bạn nào chơi 1 năm rồi sẽ dễ dàng hơn thôi. À, mình mong là cái video hướng dẫn này của mình có thể giúp ích được. Nếu như các bạn thấy hay thì like, share, subscribe, đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình để tiếp động lực mình làm tiếp. Những bạn nào mà vẫn còn thắc mắc hoặc là cần thêm hướng dẫn giúp đỡ làm thêm thì mình sẽ để cái trang mạng cá nhân của mình dưới, bạn sẽ inbox mình để hỏi những câu hỏi thêm ha. Rồi, cảm ơn các bạn.